Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu AN-94 Royal Dragon. Một khẩu súng cực kỳ là xinh tươi à. Nó được bán trong shop với giá cũng rất là rẻ, nhưng mình nghĩ anh em không quan tâm nó nhiều à. Một khẩu súng cực kỳ là hẩm hiu, ngoại hình rất là đẹp nhá à. Còn cái đam thì mình nghĩ nó cũng như những cái khẩu AN-94 khác thôi. Từ VIP ra thì cái dòng là những cái dòng bình thường thì nó tầm tầm như nhau thôi, còn trên nhau cũng không nhiều. Rồi, tôi xong rồi. Mình tương bóp với lại tương flat với lại tương bom hơi bị muộn, làm thành ra là cái thùng hàng nó nhây quá, mình không chia rẽ anh em chúng nó được. Đây rồi, đôi giày. Đấy, thay đôi giày thì phải lại và yếm thử chân thôi. Rồi, đây rồi. Á đủ, làm gì mà căng vậy. Anh zoom non anh ấy đã tiếp bước ở phía sau. May ở pha đấy mình tỉnh đấy. Hay đấy mình ngáo ngáo kiểu gì mình cũng phải chạm vào cái đôi tay của bạn ấy. Rồi, đây rồi. Làm gì mà căng. La liếm một tí thôi mà. La liếm thằng bạn của nó. Đậu xanh. Nó đuổi riết từ lúc nãy đến giờ. Thôi tha cho mình, bị mệnh. Bạn lên đây là bạn ăn đau của mình đấy. Mình sẽ cho bạn test thử cây thương bot. Một cây thương có thể chấp làm hai. Ấy chứ nhầm. Đâu rồi? Đâu rồi? À thấy rồi. Rồi, lượn lờ phía trong này này. Lừa tình đấy. Rồi, đâu ra mà cương thi lắm vậy. Đậu xanh mới rớt xuống. Chưa kịp nhìn xung quanh thì đã có ngay con cương thi nó vẫy vẫy chào đón rồi. Dã man. Rồi, sao bọn này nó cứ thích đuổi theo mình nhỉ. Hôm nay thì mình mang theo nhân vật Fox Summer. Phải gọi là cực kỳ là sexy. Rồi, mình nghĩ là bọn này nó thèm muốn con này đấy. Cực kỳ là đẹp đẹp nhá. Mình rất thích cái nhân vật này. Kính tay và ngoại hình cho người ta nhìn thấy rất là đẹp. Phải gọi là đẹp hơn cả VIP. Đấy, lâu lâu mới thấy cái nhân vật này trong cái kho đồ nên phải rút ra làm ngay. Rồi, sao không lên được này. Rồi, lâu rồi. Ít chơi, bye lại. Bắt cua hơi bị gà. Đấy, phải la liếm cơ. Kinh lắm. Chỉ cần liếc liếc mà thấy mình thôi. Kiểu gì cũng hai bàn tay cũng lăm lăm sờ vào người. Ở trận này hết giờ rồi. Khoái quá. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục. Trận đầu hơi bị dã man. Man rợ. Bởi vì bọn kia thẩm du thùng hàng kinh quá. Ok, mình sẽ cố gắng tương bom với lại tương flash lên cái khu vực thùng hàng để cho chúng nó làm giúp mai bớt đi. Á đủ, chưa kịp rút bom đi mấy. Hay lắm. Trước mặt nè, trưởng nè đi. Né đường nào ba ơi. Đấy rồi, trời ơi. Sắm thế, chưa kịp ấn cái nút. Phải giết cái bọn trong này trước để cho có giúp mai nhiều. Đấy rồi. Ơn rồi. Chạy đường nào rồi. Tất nhiên bỏ bạn bỏ bè. Té ngay cái đường ra. Nhưng vẫn không thể thoát được. Cái số phận thì nó đã điểm rồi. Rồi gì đấy. Thằng này ăn kiêu chùa này. Cái tội ăn kiêu chùa thì không thể tha được. Phải giết cơ. Đuổi cùng giết tận. Đường nào. Này đi, chạy đường nào. Ôi giời ơi, rớt rồi. Đậu xanh. Hay lắm. Đừng để nó thoát bạn đi. Giết nó. Đây rồi, đôi giày. Bà ơi, cầm cái đấy thì làm sao mà chặn được zombie. Mấy cái thằng này nó cứ ảo tưởng sức mạnh không à. Bắn mình đi, rồi ok. Rồi, tiếp tục sẽ là giờ chết của các bạn. Hãy nói những câu trăng trối đi các bạn này. Mình khuyên các bạn nên nói những câu trăng trối. Đậu xanh. Ghê vậy. 3Z hay lắm. Được. Mình sẽ cho các bạn thấy tơ nó lên dễ nhường nào. Từ khi làm rung non thì mình mới bất lực thôi. Chứ còn tơ thì sao phải xoắn. Rồi té. Hero là phải té thôi. Không té là nó chém sấp mặt lờ ấy. Tại vì các bạn lao vào là yếu máu. Rồi bọn này ăn nhiều quá mình cũng tham. Mà tham thì thâm. Lại gần nó bắn sấp mặt lờ.
Đậu xanh chơi phòng 16 người toàn thẩm du, ghét thế anh em ạ. Mà tơ ơi, nó ngáo cực ý, nó không thể cào được cái bọn trên thủ hàng. Đâm ra là sấp mặt rồi, hay quá. Đậu xanh đùa. Đành phải buông hết tất cả thôi. Nụ cười mím sau bờ môi. Thôi, đến chịu thôi, phải té nó sang phòng khác. Ít zombie quá, không thể ngửi được. Đấy, đó là cái câu mà châm ngôn của những cái bậc tiền bối thuộc làng trẻ trâu. Đâu rồi? Đấy, thủ hàng này tắt thổi đông zombie. Mình thích điều nào thì cứ tường flash với tường bom vào để cho chúng nó càng yêu nhau hơn, càng gần nhau hơn và chúng ta càng phấn khích hơn. Té rồi, đậu xanh. Té rồi. A hí hí. Lên đây nào. Làm gì mà căng. Cứ lên đây. Chờ đợi zombie. Ngóng chờ hãy chết nhầm. Ngóng chờ hai chữ hero. Thôi ping của mình đã lên tận 100 mấy luôn rồi. Thật là dã man. Rồi sao ít zombie nhỉ. Úi trời ơi. Mới kịp đánh mắt qua bên kia thôi, nó lách ngay vào chỗ mình đứng rồi. Thật là cực kỳ là khủng khiếp. Rồi, chuẩn bị có hero. Mình bắt đầu ngửi thấy mùi hero ở đây. Đấy, có sai đâu. Cái thằng kia rớt xuống kiểu gì cũng có hero. Thôi té thôi. 36 kế, chuồn là tượng sách. Cứ hero thì té trước đã, tính sao. Đây rồi, đôi giày. Á à, đủ. Biến áo, định mệnh. Biến nó còn bị đếp lây. May không tí nữa bị sờ cái bàn tay nhơ nhốt của cái con cương thi vào thì sắp mặt lờ. May đấy, pha đấy cực kỳ là may. Lên đây, bố mày cần. Lên đây, mình cứ đi vòng chỗ này thôi. À hi hi, à, có sự góp mặt của anh Tơ. Rồi, mình bắt đầu yếu máu rồi, bị mệnh. Rồi, tôi xong rồi. Cái trưởng lực của bạn nó xa vách, xoài ra bị mệnh. Đậu xanh. Trên này đồng quá. Nói chung là cái số phận thì nó nghiệt ngã rồi. Nó không thể như ý muốn được. Thật là đáng lòng. Không biết là nói sao bây giờ. Trách mình thôi. Rồi. Cái nhân vật này đều nhìn đẹp phết anh em ạ. Cái nhìn cần cánh tay. Nhưng mà cái nhân vật Fox mà bên Blacklist đẹp hơn. Còn bên Goldrit nhìn nó sao sao ấy. Cái hai cánh tay, cái áo tắm nó bọc xa quá. Nếu mà nó ngắn một tí nữa thì tuyệt vời. Rồi lát quá, đậu xanh. Cái thùng hàng không phải không tường flash lên thì chúng nó lại không thuộc về nhau nữa rồi. Đấy, úi dồi, gì ghê vậy. Hết cả hồn định mệnh. Đó. Kiếp quá. Lại đây bạn ê. Làm gì mà căng. Làm gì mà căng. Vài phát thôi mà. Tiễn nhau lên thiên đường. Không khó. Rồi nhanh quá bạn ê. Mình không nhảy mít đâu. Úi dồi, tôi xong rồi. Sao hay nhảy mít cái đoạn này nhỉ. Mỗi lần mạng lát thì là mỗi lần mình làm giúp bay. Khó ăn lắm bạn đi. Té thôi. Té thôi. Trời ơi cái thùng hàng. Trời ơi. Đậu xanh cái thằng nào ấy nhở. Không biết đường nào cào mình luôn ạ. Thôi chắc mình sẽ sang trận khác thôi. Tức quá. Thùng hàng nhiều thế kia thì làm sao mà ngửi được. Đường lối với nhau mà. Bạn bè thì phải đi cùng nhau. Đấy té thôi. Làm gì mà căng. Đấy liếc thôi. Chỉ biết liếc nhau thôi. Chờ vào nhau khó lắm. Rồi, trời. Chết má rồi. Lên lên. Mất giáp rồi. Đậu xanh. Hay lắm. Nghiệt ngay mà. Đi bao nhiêu lần rồi vẫn bị kẹt cái chỗ đấy. Rồi, rồi xong. Ghê quá cơ. Kinh quá. Cái thằng cương thi nó đứng ngay cái chỗ. Cái chỗ chốt, cái chỗ hiểm. Thôi biến luôn đi. Mình cảm giác nó rất bất an tại vì cái ping của mình nó rất là cao. Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lát Việt Nam. Tốt nhất thì biến ngay cho nó lẩy. Đấy, biến ngay còn kiếm được kill. Chứ không thì kiểu gì cũng bị cào xa.
Hay lắm. Rồi thôi xong rồi. Rớt rồi. Cho mình thoát nào. Đấy thì thoát được. Còn thấy không? Rất là khó. Mạng lag thì rất là dễ rớt. Parkour không được tốt. Thế chơi trong sự giật lag thì nó khắm lọ thì anh em cũng hiểu rồi. Không thể tả được. Flash này. Mong là cái thùng hàng sẽ nhiều giống bài. Hay lắm, thùng hàng thất thủ rồi. Ok, một khi thùng hàng thất thủ thì Zumba sẽ nhiều. Cái bàn thờ nó sẽ không trụ được lâu đâu. Bàn thờ dễ nát hơn. Còn thùng hàng khó nát. Thùng hàng khó nát. Rồi thôi xong rồi. Đợt này Zumba hơi bị nát rồi. Mình bắt đầu có cảm giác bất an cho tụi Zumba. Đấy, và như thế thì chúng ta sẽ đi nghịch ngu thôi. Đậu xanh mình chơi vòng nào vòng đấy toàn ít Zumba ấy nhỉ. Thật là hư cấu. Rồi, té thôi. Cứ thấy cái mặt cương thi nó lấp ló thì phải té anh em ạ. Tại vì chơi một mạng lag ấy mà cương thi thì nó nhảy rất là ảo lòi. Đấy, đàn rất là to mà. Cái khẩu này cũng mạnh phết. Nhưng mình rất ít thấy anh em quan tâm về khẩu này. Đa số là hình như là không thấy về anh em nói về khẩu này luôn. Đấy, trời ơi. Mạnh phết nhỉ. Phải đùa đâu. Dã man đấy chứ. Nhưng nhiều súng quá thì anh em không quan tâm thôi. Chứ còn nó mạnh mà. Cái tiếng của cái khẩu súng AN94 nghe rất là phê. Đấy. Làm gì mà căng. Lừa tiền nhà. Ôi dồi. Vai thật. Chém nó còn mì đép lây nữa chứ. Thật là hư cấu. Chơi như này thì biết phải làm sao. Đậu xanh. Té lên đây cho nó chắc chuyện. Mình cứ thấy ping nó cao thì tốt nhất là chơi những cái bài mà nó chuẩn chuẩn bài đi, chứ đừng có chơi những cái bài liều mạng thì nó dễ chết hơn. Á đủ ghê vậy bá, tởm thật đi chứ, mình không thể tin được. Có ngựa ở ngay phía dưới, khiếp. Giờ này đi phải cẩn thận thôi chứ không hề kiểu gì nó cũng ở phía sau. Mình nhảy nhiều thế vẫn bị cam là sao nhỉ. Rồi nhảy hay thế chứ lại. Rồi ok, hết bị cam rồi. Đấy, chỉ cần vài đường thôi. Nó hết cam thôi mà. Sợ nhất là mấy con cương thi nó cam mình. Không biết chạy đường nào cho nó thoát được. Tại vì cương thi mà, nó nhảy xa. Đã thế mình mà bị lag thì nó càng ảo lòi hơn. Rồi, hết giờ.